Trước hết, cho tôi được gửi lời chào và lời hỏi thăm sức khỏe đến với quý vị. Rất mong quý vị luôn vui, khỏe và bình an. Như phần 9 và phần 10, tôi có mời quý vị tham quan phía ngoài và phía trong của ngôi nhà thờ Chánh Tòa Thánh Phaolô. Tôi có giới thiệu chi tiết về ngôi nhà thờ Chánh Tòa này rồi. Vào thời điểm đó là đang mùa đông, nên cảnh vật bên ngoài nhà thờ lúc nào cũng có tuyết trắng xóa, bầu trời luôn âm u, cây cối rụng lá, hoa cỏ héo khô vàng úa, nên ngôi nhà thờ Chánh Tòa cũng giảm đi vẻ đẹp của nó. Nhưng nay là đang mùa hè, bầu trời luôn trong xanh, ánh nắng chan hòa, cây cối thảm cỏ một màu xanh mướt, làm tôn tạo vẻ đẹp lộng lẫy nguy nga của nhà thờ Chánh Tòa Thánh Phaolô, có tầm cỡ hàng đầu của Hoa Kỳ này. Nay đã đẹp, lại càng đẹp hơn. Vì lẽ đó, tôi muốn mời quý vị cùng tôi tham quan lại phần ngoài của nhà thờ Chánh Tòa này.